đã đành ngàn tháng buồn qua bao mùa bão giông, sáng sơ rừng lá úa mùa thu gió heo mây giữa đại ngàn tiếng suối than tranh đời cô liêu lòng tham lòng thù hận sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu thời nhân thế ta xin người sông yên bình là kho báu và tình yêu thời nhân thế bởi vì đâu gian dối lòng nhau bao nỗi đau khi đường đời còn lắm bề dâu lòng người thâm độc hiểm sâu thời nhân thế ta xin người sông yên bình là kho báu và tình xin lỗi. Em không thể anh à. Em sẽ về thành phố. Em sẽ không ở đây với anh nữa đâu. Không được. Em phải ở lại đây với anh. Em hãy tin anh. Tạm biệt anh. Thu Hà. là Azura, bạn của chị Kim Hằng. Tại sao chị lại ở đây? Tại sao hôm bữa chị theo dõi tôi, dẫn tôi tới bờ suối? Cậu quá thiệt. Thôi đừng có than nữa. Anh có thấy gì không? Mình phải hỏi chị Kim Hằng mới được. Azura đến đây làm gì? Có thấy gì đâu. Chào anh. Các anh đã gây chuyện lớn rồi đó. Anh giúp tụi tôi điều tra giùm đi. Thật ra là tụi tôi không có làm đâu. Có kẻ cố tình phá hoại rồi đổ trốn cho tụi tôi. Chứ tụi tôi quan mà. Có con khỉ bự dữ lắm, bự chà bá luôn á. Mong anh điều tra kỹ giùm chúng tôi, chứ chúng tôi không có dạy gì mà tự đốt lều của mình. Con khỉ đó, con khỉ đốt quá nghe. Không biết là con khỉ đốt hay là tôi nghi là con người đốt á. Còn không á là thần rừng cử con khỉ xuống đốt á. Cũng may chúng tôi dập được tắt lửa, chứ không cháy rừng là đi tù cả đám. Đó, thấy chưa? Chào anh. Thôi được rồi, anh Cường cũng đã báo với tôi chuyện này, để tôi xác minh kỹ hơn. Đi. Ông có chuyện gì vậy ông? Là ông giật cả mình. Nhưng mà có chuyện gì vậy ông? Ông gây ra chuyện lớn rồi. Ông lỡ đốt lều của họ. Chắc ông phải thú nhận với Chế Huy thôi à. Trời, sao ông đốt lều của người ta? Ông chỉ tin hù dọa thôi, không ngờ lửa nó lan ra. Vậy bây giờ ông tính nói sao với trưởng thôn? Đốt rừng là tội lớn với buôn làng. Cũng may là nó không cháy đâu à. Chắc là phải nói sự thật hết cho Châu Huy thôi. Ông bị thương rồi nè, sao không xức thuốc hay là băng bó lại đi ông? Ông sợ bị họ nghi. Hay là để ông đuổi theo để thú tôi về Chế Huy. Thôi, mình về đi ông, chuyện đó tính sao ha. Để con đi trước. Mày biết cái gì mà đồ đi trước tao? Đường rừng chứ đâu phải là đường Sài Gòn đâu. Nếu còn lỡ chân là con bị sắp bay liền rồi. Dạ, ông nói đúng, nhưng... Đúng là đúng, nhưng cái gì nữa? Bây giờ phải đi đường này. Nhớ phải theo sát ông đấy. Nhớ mày mà bị sập bay một lần nữa là mày thành ma rừng nữa. Dạ, con sẽ đi theo ông ạ. Đi. Đây. Dạ. Dạ. Rồi, em mời anh. Ừ, mời cậu. Chuẩn bị đồ ăn đi anh. Rồi. Anh để tôi tự nhiên mà. Ê. Ê. Ơi. Alo. Tôi Chế Huy đây. Alo Chế Huy hả? Anh tới đâu rồi? Tôi tới rồi. Anh ngồi chỗ nào? Anh đi vô cái chòi mộ. Rồi anh sẽ thấy. Rồi rồi, tôi thấy rồi. Ok anh, ok. Ê, mời anh. Vô. Chào anh. Anh Chế Huy. Giới thiệu với anh, đây là đại diện trên quyện xuống. Và còn đây là anh Chế Huy trưởng thôn. Chào ông. Ê. Rồi. Rồi. Nào, chúng ta cùng chúc mừng hợp tác tốt đẹp. Ừ. Mời. Khoan đã. Đó. Tôi vừa mới tới hiện trường vụ cháy của Leo Anh. Phát hiện ra được cái này. Anh đưa tôi coi. Ủa, vậy là có khí độc thiệt sao? Em đã nói rồi. Vậy mà Chế Huy anh không tin. Cho dù là như vậy, nếu để xảy ra việc cháy trong rừng là không được. Rất là nguy hiểm. Anh thông cảm. Có kẻ muốn phá hoại mạnh quý. Mời ông. Ừ. Phía huyện nhận được báo cáo không tốt về anh đó anh Cường. Ừ. Việc tìm kho báu này đã gây ra nhiều chuyện phức tạp tại địa phương của chúng tôi. Dạ. Vậy cho nên em mới nhờ anh chứ. Anh Chế Huy, anh định cử dân quân ngăn anh Cường lại, không cho tiếp tục khai thác kho báu nữa. Anh lại giỡn với em hoài. Ôi nói thiệt, tôi không có giỡn đâu. Em Anh coi chính quyền chúng tôi giống như con nít hay sao? Em có làm gì đâu. Anh báo cáo đã tìm thấy dấu vết kho báu. Huyện cử tôi xuống, cuối cùng có thấy dấu vết gì đâu. Dạ, đó là bằng chứng cho thấy kho báu là có thật. Không nói nhiều nữa. Ngày hôm nay anh phải dừng lại mọi hoạt động khai thác. Còn anh Chế Huy, anh hãy cho người giám sát chặt việc này cho tôi. Dạ, tôi cho người làm liền. Ừ. Cảm ơn anh. Mẹ kiếp, tính chơi tao hả? Cứ chờ đó. Sao Azura lặn lội lên rừng làm gì ta? Cô là ai mà lại thông thạo địa hình núi rừng ở đây? Lâu, con làm sao vậy? Dạ. Suốt buổi cứ nghĩ đâu đâu. Dạ, con đang nghĩ tới cô gái tóc xanh đó. Cô là... Cô gái tóc xanh? Sao con? Con đã gặp cô chưa? Sao mỗi lần nhắc tới cô gái tóc xanh, Lão lại có thái độ kỳ vậy ta? Cái gì Cam Liên nữa? Không lẽ có một bí mật gì giữa họ? Nào, con nói cho ông biết đi. Dạ, không, con đâu biết gì đâu. Ý con á là con tính hỏi ông, cổ là ai, từ đâu tới, cổ có phải là dân buôn làng mình không? Mà sao thông thạo địa hình rừng này quá vậy? Vậy là thằng Lộc chưa biết gì về chủ nhân kho báu. Chuyện đó thì ông không biết. Mà thôi quan tâm làm gì. Đi về thôi, nhanh lên. Dạ. Cường hả con? Cường hả con? Sao con chưa về nữa? Con biết tin gì chưa? Là con nè, con Thu Hà nè, con biết tin rồi. Hà hả con? Sao con còn chưa về nữa? Mẹ lo quá con ơi. Ba con giờ mẹ biết làm sao đây? Mẹ chỉ được cơ quan công an báo tin thôi, chưa đi thăm ba nữa. Ba đang bị tạm giam, chắc là sẽ khó gặp. Mẹ cứ ở nhà đi, con đang trên đường về nè. Còn anh Cường con thì sao? Nó có về không? Tòa sắp xử án ba con rồi đó. Mẹ đã nhận được giấy báo rồi. Anh không có về mẹ ơi. Anh vẫn tiếp tục tìm kho báo. Thôi con cúp máy nha mẹ. Con hy vọng á là sẽ về kịp để tham dự phiên tòa của ba. Cả cha lẫn con. Tại sao? Tại sao chứ? Các người có biết tôi còn ở trong cái nhà này nữa không? Alo, xin lỗi ai vậy? Khanh đây. Ngọc Trâm hình như đang bực bội chuyện gì, có vẻ không muốn gặp anh. Anh Khanh hả? Vậy mà em tưởng... anh hiểu rồi. Trâm đang ngóng tin anh Dũng. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà anh Dũng vẫn mãi mê với công việc không chịu về sao? Anh đã bị... Alo. Dạ, anh đi theo tiếng gọi của vàng rồi anh ơi. Còn em chỉ là cục nợ thôi. Trời đất. Ủa, mà sao anh Khanh biết hôm nay là ngày đặc biệt của em vậy? Vì anh muốn quan tâm tới em, luôn quan tâm tới em. Từ bây giờ mà quan tâm tới phụ nữ, chăm sóc cho họ là sự hạnh phúc của một người đàn ông. Anh đừng có nói vậy. Anh nên nhớ em là người đã có chồng rồi. Thôi em cúp máy đây. Anh sẽ có quà cho em. Hẹn gặp em trưa nay. Mình sao vậy? Mà mình là gái đã có chồng rồi. Hơn nữa chồng lại vừa bị bắt, sẽ bị đi tù. Sao lại tơ tưởng tới Khanh? Không được. Dạ chào chị. Dạ chúng tôi từ tiệm quà Hạnh Phúc đem một món quà đến cho chị. Cảm ơn em. Dạ em gửi chị. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị. Chồng chị lãng mạn thiệt đó. Chồng mình có tặng quà cho mình ngày sinh nhật bao giờ đâu. Một bông hoa còn chẳng có, nói gì. Dạ chào chị, em đi. Cảm ơn em. Đại ca ơi. Đại ca ơi. Mày còn quay lại đây làm gì? Tụi mày bữa hổm nói đi theo tao chỉ có hít cát, hút cát, uống cát thôi mà con. Thôi mà đại ca đừng có chấp nhất tụi em nữa. Toàn là đầu đất thôi mà. Chắc vả lắm rồi đúng không? Dạ. Đại ca, đại ca cho em một tép đi đại ca. Em làm trâu làm ngựa cho đại ca mà. Đi chỗ khác đi. Đại ca ơi, xin giúp em đi mà đại ca. Mẹ nó, cái thứ gì đâu không. Đại ca quánh em tiếp đi, rồi cho em một tép nha đại ca. Mẹ nó, đúng là độc ức mà. Tao kêu mày ngồi lên ghế, tao kêu mày quỳ hồi nào. Bây giờ tao nói cho mày biết, tao là Khanh. Và hiện giờ tao là một thằng giang hồ. Nhưng mà một thằng giang hồ trí thức nha mày. Trước kia tao là một nhà khoa học đó. Dạ, em biết, em có nghe tụi nó nói. Nè mày. Cảm ơn đại ca. Là kho báu và tình yêu.